Ngày 21 tháng 10, Quốc hội Đức đã thông qua gói cứu trợ 200 tỷ euro do chính phủ đề xuất nhằm bảo vệ các công ty và hộ gia đình khỏi tác động do giá năng lượng leo thang hiện nay. Trước đó thì Quốc hội Đức cũng đã bỏ phiếu một lần nữa đình chỉ phanh nợ theo hiến pháp cho phép nhà nước vay thêm tiền chi cho các gói cứu trợ. Các chính đảng trong liên minh cầm quyền ở Đức, gồm Đảng dân chủ xã hội, Đảng Xanh và Đảng dân chủ tự do ở Quốc hội Đức bỏ phiếu ủng hộ việc cung cấp tài chính cho kế hoạch giảm giá năng lượng và hỗ trợ công ty trong cuộc khủng hoảng năng lượng. Với quyết định này, Quỹ Bình ổn Kinh tế, một quỹ đặc biệt ngoài ngân sách liên bang, hiện có thể vay 200 tỷ euro để cung cấp nguồn lực mới cho kế hoạch có tên gọi lá chắn phòng thủ nhằm bảo vệ các công ty và hộ gia đình trong cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Số tiền này có thể được sử dụng cho đến giữa năm 2024 để tài trợ cho kế hoạch giảm giá khí đốt, giá điện cũng như hỗ trợ các công ty gặp khó khăn, đặc biệt là các công ty năng lượng trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine. Hiện nay thế giới có khoảng 828 triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói và con số này đã không ngừng tăng lên trong vài năm qua. Trong khi đó, mất an ninh lương thực là một thách thức trong thập kỷ tới. Tại hội nghị quốc tế về công nghệ thực phẩm từ biển và sa mạc với chủ đề biển tương lai, các đại biểu đã nhấn mạnh các nước cần học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và chia sẻ kiến thức để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay các chuyên gia cho biết nhiều quốc gia trên thế giới đã không thể tiếp tục sản xuất lương thực như trước đây do khí hậu thay đổi trái đất nóng lên dân số ngày càng tăng và thiếu tài nguyên do đó nhu cầu về công nghệ và phương pháp tiên tiến mới trong nông nghiệp càng trở nên cấp thiết Đại diện Tổ chức Lương nông Liên hợp Quốc cho biết, hiện có khoảng 828 triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói và con số này không ngừng tăng lên trong vài năm qua. Ngoài ra, năm ngoái có khoảng 2,3 tỷ người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ vừa phải hoặc nghiêm trọng. Nỗ lực nội địa hóa ngành hàng không Nga đang được đẩy mạnh khi mà ngành này đang gặp rất nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Sẽ không còn phụ thuộc vào Boeing và Airbus, ngành công nghiệp hàng không Nga đang thể hiện quyết tâm thay đổi triệt để phi đội máy bay thương mại nước ngoài. Theo chương trình phát triển toàn diện ngành vận tải hàng không, đến năm 2030, các hãng hàng không Nga sẽ nhận được hơn 1.000 máy bay sản xuất trong nước. Các công ty cho thuê máy bay của Nga sẽ được cấp tiền để thay thế máy bay Boeing và Airbus bằng máy bay do Nga chế tạo, trong khi các nhà sản xuất máy bay Nga sẽ được bảo đảm nhu cầu cho thuê phục vụ các hãng hàng không nội địa. Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết, mục tiêu mà Nga hướng đến là năm 2030, số lượng máy bay sản xuất trong nước ở các hãng hàng không của Nga sẽ chiếm 81%. Chính phủ Philippines chính thức thay thế cơ sở dữ liệu du lịch trực tuyến bằng một thẻ đến điện tử mới e-arrival nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài hay là khách du lịch quốc tế vào nước này. Với cơ sở dữ liệu du lịch trực tuyến trước đây, hành khách quốc tế đến Philippines phải đăng ký trực tuyến và điền vào biểu mẫu 3 ngày trước chuyến bay để lấy số. Sau đó họ phải điền bản khai báo sức khỏe y tế trực tuyến một ngày trước khi lên máy bay để lấy mã QR. Quy định này vấp phải sự phàn nàn của hành khách khi cho thấy sự bất tiện, tốn thời gian và đặc biệt việc xác minh thẻ tạo ra hàng dài người xếp hàng tại sân bay. Theo Bộ Y tế Philippines, với giấy thông hành mới được gọi là thẻ đến điện tử e-Arrival sẽ giúp khách du lịch và người nước ngoài từ các chuyến bay quốc tế thực hiện quy trình đơn giản hơn, không yêu cầu quá nhiều thông tin và tiết kiệm thời gian. Những khách du lịch không lấy được thẻ e-Arrival cũng sẽ được hỗ trợ khi đến sân bay với một làn đường riêng để hành khách tải lên các thông tin chi tiết và lấy thẻ của mình.